Kính thưa quý vị, như thường lệ vào dịp cuối tuần chúng tôi sẽ tổng hợp và phát lại các video bình luận trong tuần để giúp quý vị khán giả không bỏ lỡ những thông tin quan trọng trong tuần qua. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng tiếp tục theo dõi. Lực lượng vũ trang Ukraine gần Bakhmut tiến hành phòng thủ. Vào sáng ngày 26 tháng 6, RIA đã trích dẫn thông tin từ một trinh sát của Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 150 thuộc nhóm miền Nam của lực lượng vũ trang Nga cho biết, quân đội Ukraine không còn tiến hành các hoạt động tấn công vào Bakhmut, họ chủ yếu chỉ phòng thủ. Nguồn tin nói, họ không có các hoạt động tấn công tích cực, chủ yếu là sử dụng pháo binh. Họ hiểu rằng chúng tôi ở vị trí cao hơn. Vị trinh sát này cũng nói thêm rằng đây là con đường dẫn đến Bakhmut, như chính họ đã gọi nó, con đường này là con đường dẫn đến địa ngục. Tức là, nếu như có một chiếc ô tô xuất hiện, nó ngay lập tức sẽ bị tên lửa chống tăng hỏi thăm. Nhiệm vụ của chúng tôi là quan sát và điều chỉnh hỏa lực. Nếu như không thể sử dụng UAV để quan sát đối tượng, thì chúng tôi sẽ quan sát bằng mắt thường với sự trợ giúp của các thiết bị chụp ảnh nhiệt. Nói một cách dễ hiểu, lực lượng vũ trang Ukraine dường như phơi lưng trước các thiết bị theo dõi của người Nga. Chỉ cần họ di chuyển hay là thực hiện các động thái tấn công, họ lập tức bị phát hiện và tiêu diệt. Ở tình thế này, lực lượng vũ trang Ukraine giống như bị mắc kẹt, tiến không được mà lùi cũng không xong. Nga cất mẻ lưới lớn hậu phản công của Ukraine. Trong vòng một tuần theo hướng Zaporozhye, quân đội Nga đã giải phóng gấp đôi số lãnh thổ mà lực lượng vũ trang Ukraine chiếm được trước đó. Các nhà phân tích nước ngoài buộc phải tuyên bố rằng các cuộc phản công của quân đội Ukraine theo hướng Zaporozhye, vốn được Kiev coi là then chốt, chắc chắn sẽ thất bại. Quân đội Ukraine đã cố gắng để chiếm giữ một số khu vực rộng khoảng 39 km2. Nhưng trong tuần qua thì phía Nga đã giải phóng được khoảng 62 km2 lãnh thổ, bao gồm ở cả khu vực do lực lượng vũ trang Ukraine chiếm giữ trước đó. Tình huống tương tự cũng xảy ra ở các chiến tuyến khác, và điều này cho thấy rằng cuộc phản công của Ukraine không những thất bại mà còn tạo điều kiện để Nga tiến hành các cuộc tấn công của riêng mình, siết chặt và giành được nhiều lợi thế hơn. Đến nay, chỉ trong 3 tuần kể từ khi bắt đầu cuộc phản công, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 1.000 đơn vị xe bọc thép khác nhau, trong đó có khoảng 1/3 là xe tăng. Điều này cho thấy Kiev không giành được một chút tiến bộ nào trên chiến trường, ít nhất là trên chiến tuyến Zaporozhye. Cũng có một số lo ngại vì Kiev đang cho quân hoạt động tích cực ở khu vực Kherson. Tuy nhiên, các cuộc phản công quy mô lớn khó có thể xảy ra theo hướng này. Và đến ngày hôm nay thì truyền thông Mỹ cũng như là các chuyên gia phương Tây cũng phải thừa nhận một thực tế là các đơn vị quân sự do phương Tây cung cấp không góp phần vào cuộc phản công thành công của lực lượng vũ trang Ukraine và không cứu được Ukraine thoát khỏi các cú đánh từ vũ khí của Nga. Atlantic đã đăng tải bình luận về sự việc này. Tác giả viết, người Nga có nhiều lực lượng không quân hơn và máy bay của họ vượt trội về mặt công nghệ so với máy bay của Ukraine. Các máy bay trực thăng của Nga, chẳng hạn như là Ka-52, đã thể hiện rất tốt trong việc tiêu diệt các phương tiện bọc thép của Ukraine. Theo nhà báo, lực lượng vũ trang Nga có một số lượng lớn tên lửa và pháo binh, cũng như các hệ thống chống tăng. Báo cáo cũng nói thêm rằng, phía Ukraine đã được cung cấp các thiết bị hiện đại như là xe tăng Leopard và xe chiến đấu bộ binh Bradley, nhưng chúng đã bị quân đội Nga phá hủy. Trước đó, CNN đã dẫn lời hai đại diện của các nước phương Tây và một quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc đưa tin rằng cuộc phản công của lực lượng vũ trang Ukraine không có kết quả như mong đợi. Bộ Quốc phòng Nga cũng đã công bố một đoạn video cho thấy một máy bay không người lái Kamikaze đã tiếp cận xe tăng Leopard 2A6 của Ukraine và khí tài này sau đó đã bị phá hủy. Vào sáng ngày hôm nay, RT đưa tin rằng một sĩ quan trinh sát của Sư đoàn Súng trường Cơ giới số 150 thuộc Cụm Lực lượng phía Nam của quân Nga báo cáo về việc tiêu diệt một xe chở quân bọc thép M113 của Mỹ ở hướng Donetsk bằng tên lửa chống tăng vào ban đêm. Cuộc chiến ủy nhiệm hiện đang phơi bày nhiều điểm yếu của phương Tây. Và nếu đây chỉ là một cuộc diễn tập ban đầu, thì rõ ràng cả hai bên sẽ phải chuẩn bị tốt hơn cho những trận đánh tiếp theo ở các mặt trận khác nhau. Và nếu như người Nga đang thể hiện được tầm nhìn của mình trong chiến lược và chiến thuật, thì phương Tây cũng nắm trong tay sức mạnh công nghệ và nguồn tài lực đáng kể. Nhưng sẽ có nhiều thay đổi trong cuộc chiến này. Cán cân sức mạnh cuối cùng sẽ nghiêng lệch về phía giành được chiến thắng chung cuộc. Phương Tây rung chuông cảnh báo hậu đảo chính quân sự ở Nga. Hôm nay ngày 26 tháng 6, truyền thông Anh Sky News đã đăng tải thông tin từ cựu tổng tham mưu trưởng Vương quốc Anh Richard Danat cho biết rằng âm mưu đảo chính quân sự ở Liên bang Nga cho thấy sự yếu kém của Putin. Thế nhưng, sau đó thì họ lại nói rằng vụ đảo chính này là dàn dựng và là mục đích để gửi Wagner PMC đến Belarus, tạo ra một mối đe dọa mới cho Ukraine. Các đơn vị PMC của Wagner cũng có thể được điều động tới Belarus để thực hiện một cuộc tấn công tiếp theo vào Ukraine từ phía Bắc với mục tiêu chính là Kiev. Nói cách khác, Nga đang tạo ra một thế gọng kìm. Phía Đông là một cánh quân và phía Bắc là một cánh quân.
Có một mục đích khác mà chúng ta có thể nhìn thấy, đó là Ukraine đã gây sức ép lên Belarus trong những ngày gần đây. Bây giờ đây, Wagner đường đường chính chính hiện diện trên đất nước này. Nó sẽ là một mối nguy và Ukraine cần phải giải trừng. Trên bề mặt, ta có thể thấy rằng dường như giữa Wagner và Tổng thống Belarus có một bản thỏa thuận cung cấp dịch vụ quân sự. Chính vì điều này mà cựu Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh Richard Danat cho rằng Kiev nên cảnh giác với sự xuất hiện của Prigozhin ở Belarus vì hướng này cực kỳ có khả năng bị tấn công và tại đây Kiev không được bảo vệ tốt cho một tình huống như vậy. Nhưng mà cũng có ý kiến lại cho rằng việc tấn công Kiev theo hướng này rất khó có thể xảy ra bởi vì Ukraine cũng có thể tấn công đáp trả nước láng giềng Belarus. Với các loại vũ khí mà lực lượng vũ trang Ukraine đang sở hữu thì từ 80 đến 90% lãnh thổ của Belarus sẽ bị tấn công. Tuy nhiên, chúng ta phải nhớ rằng Nga đã trang bị cho Belarus vũ khí hạt nhân. Họ đã đi trước một nước cờ, buộc Kiev chỉ có một lựa chọn duy nhất đó là phòng thủ mà không dám tấn công. Nếu không, một cuộc chiến hạt nhân sẽ được châm ngòi. Với chiều hướng kịch bản này, các nước EU sẽ nằm trong tầm ảnh hưởng của phóng xạ chết người. Và họ để tránh được kịch bản tồi tệ đó sẽ buộc phải nỗ lực phản đối viện trợ cho Kiev. Và họ cũng sẽ chống lại các nước đồng minh muốn leo thang cuộc chiến này. Một kế hoạch hoàn hảo. Và sau tất cả, người Nga đang bắt EU làm con tin. Về vấn đề châu Âu viện trợ cho Kiev, Doug Bendel là nhà bình luận đảng bảo thủ người Mỹ cho biết châu Âu đã mệt mỏi với việc tài trợ cho Ukraine và sẽ không chiến đấu để giành lấy nước này trong trường hợp xảy ra chiến tranh thực sự với Nga. Ông ấy nói rằng bất chấp sự ủng hộ nồng nhiệt dành cho Ukraine đến từ thành viên chính phủ và nghị viện châu Âu, nhiều người nhận ra rằng người dân ở nước họ đã mệt mỏi với việc cung cấp hỗ trợ vật chất cho Kiev. Theo nhà quan sát này thì không ai sẵn sàng chiến đấu vì Ukraine nếu như NATO thực sự tham gia vào một cuộc chiến chống lại Nga. Bendel cũng gợi ý rằng chỉ có Hoa Kỳ là sẵn sàng cho một kết quả như vậy. Đồng thời, Washington hiểu rằng đây là một cuộc xung đột hạt nhân. Điều này cũng cho chúng ta thấy rõ rằng phương Tây chắc chắn sẽ đứng ngoài nếu như Ukraine đòi tấn công Belarus, đồng minh vốn được Nga trang bị vũ khí hạt nhân, và khả năng thành công của Kiev gần như bằng không. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Belarus sẽ nằm trong vùng an toàn. Tình báo Belarus tuyên bố chuẩn bị cho một cuộc xâm lược vũ trang của phương Tây. Konstantin Bichek là phó trưởng phòng điều tra của Ủy ban An ninh Nhà nước Belarus cho biết nước này nắm được thông tin về âm mưu đào tạo những kẻ khủng bố ở nước ngoài cho một cuộc xâm lược vũ trang vào lãnh thổ của mình. Ông ấy nói rằng cơ quan tình báo đã ghi nhận được những dấu hiệu khủng bố như vậy và chúng tôi đã sẵn sàng cho những thách thức này. Các biện pháp thích hợp đang được thực hiện, những kẻ khủng bố đang chạy trốn và tập thể phương Tây đứng sau chúng không có cơ hội nào. Chúng tôi có đủ khả năng để vô hiệu hóa mối đe dọa một cách kịp thời. Ông ấy cho biết thêm, ở Ba Lan là lực lượng đặc biệt Grom, ở Litva là Liên đoàn Súng trường Litva, ở Ukraine là SBU và các đơn vị tình báo quân đội Ukraine. Các chiến binh dày dạn kinh nghiệm đang huấn luyện và chuẩn bị cho các cuộc tấn công khủng bố cũng như phát triển các kế hoạch xâm lược Belarus. Như vậy thì có thể thấy rằng quyết định đưa Wagner sang Belarus theo kịch bản đã diễn ra vài ngày gần đây là một nước cờ đi trước. Liệu rằng phương Tây có tiếp tục lao vào trận địa đã được bố trí sẵn hay không? Ở một phạm vi nhất định, phương Tây sẽ phải dè chừng và cân nhắc tới các hậu quả của nó. Từ hai hôm trước, tình báo Hoa Kỳ đã biết đến các động thái đáng ngờ của người sáng lập Wagner PMC, Yevgeny Prigozhin. Ba nguồn thạo tin đã nói với CNN về điều này. Còn New York Times thì tuyên bố rằng các quan chức an ninh quốc gia cấp cao đã được thông báo về ý định của Prigozhin 2 ngày trước khi bắt đầu cuộc nổi dậy, vào ngày 21 tháng 6. Trước đó nữa thì tờ Wall Street Journal của Mỹ đã biết rằng Hoa Kỳ có ý định hoãn áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với PMC Wagner. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vốn đã muốn thực hiện những đợt trừng phạt mới đối với công ty quân sự này liên quan đến các hoạt động của họ ở châu Phi vào ngày 27 tháng 6. Tuy nhiên, cuối cùng thì người ta đã hoãn thực hiện chính sách trên vì bối cảnh tình hình hiện tại ở Nga. Washington không muốn tỏ ra là đứng về phía bên nào trong vấn đề này. Một nguồn thạo tin cho biết như vậy. Chúng ta thấy gì ở đây? Ban đầu thì phương Tây cho rằng họ đã biết và hiểu về cuộc binh biến của Wagner. Họ hoãn mọi hành động trừng phạt với Wagner vì hy vọng rằng có thể thu nạp được đội quân này chống lại Putin. Tức là họ sẵn sàng bỏ tiền và viện trợ cho lực lượng Wagner chống lại Nga. Có thể họ đã vui vẻ và thích thú với tin tức này. Tuy nhiên, sau đó thì họ đã bất ngờ khi thấy Wagner có mặt ở Belarus và ký thỏa thuận với Tổng thống Lukashenko. Lúc này thì người ta mới vội vã rung chuông cảnh báo cho Kiev. Và chúng ta cũng không cần biết hoạt động tình báo của phương Tây hiệu quả đến mức như thế nào. Nhưng mà ở ván cờ này thì họ đang ở thế bị động. Hôm nay, ở đấu trường Syria thì Nga cũng đã tung ra một đòn dữ dội nhắm vào các nhóm phiến quân ở đất nước này. Căng thẳng đấu trường Syria. Hôm nay, Investa đã dẫn lời của chuẩn đô đốc Oleg Grinov, phó giám đốc trung tâm hòa giải các bên tham chiến của Nga tại Syria, cho biết có 9 trường hợp vi phạm tại Syria liên quan đến các phi vụ của máy bay không người lái của Mỹ
vốn là một nhà lãnh đạo của nhóm Liên minh chống khủng bố quốc tế. Ông ấy nói trong một cuộc họp báo rằng những vi phạm có hệ thống và có chủ đích trắng trợn đối với các giao thức giảm xung đột và bản ghi nhớ song phương về an toàn hàng không ở Syria, ở cái gọi là Liên minh chống khủng bố quốc tế do Mỹ đứng đầu, vẫn tiếp tục. 9 trường hợp vi phạm liên quan đến các máy bay không người lái của Liên minh quốc tế, bao gồm cả ở khu vực giảm leo thang Elif, đã được ghi nhận trong ngày. Các băng nhóm cực đoan tiếp tục chủ động tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ Syria. Ông ấy cho biết rằng, vào ngày 23 tháng 6, các chiến binh của nhóm khủng bố Jihad al-Nusra và Đảng Hồi giáo Turkestan đã sử dụng máy bay không người lái để thả 6 thiết bị nổ tại các khu định cư Kadaha, Batarin, Amurin, Deisemi và Tel Sahab ở các tỉnh Latakia và Hama. Hậu quả là một cư dân địa phương đã thiệt mạng và một trẻ em bị thương. Tình hình ở Syria tiếp tục căng thẳng, bất chấp nỗ lực hòa giải của các bên tham chiến. Trong bối cảnh bắt đầu cuộc phản công của Ukraine và tình hình trong nước Nga vài ngày gần đây, người ta nghĩ rằng Nga sẽ chẳng thể quan tâm và kịp thời trở tay trên đấu trường Syria. Cho nên những kẻ khủng bố Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã gia tăng kích động nhằm gây ra tình hình căng thẳng ở vùng đất này. Tuy nhiên, quân đội Nga đã chứng minh được rằng họ có khả năng tham chiến ở nhiều mặt trận khác nhau. Trên đoạn video do các nhà báo của Aviabro thu được, người ta có thể thấy không quân Nga đang thực hiện nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và bom vào những nơi có các chiến binh. Khu vực chính xác của các cuộc tấn công này không được nêu tên, nhưng mà người ta có thể phán đoán được rằng đoạn video này được quay ở khu vực có các chiến binh ở miền Bắc Syria. Sáng ngày hôm nay thì Bộ Quốc phòng Syria cũng cho biết, để đối phó với các cuộc tấn công của các nhóm khủng bố vũ trang trong những ngày gần đây vào các tỉnh Hama và Latakia, cướp đi sinh mạng của một số dân thường và gây thiệt hại lớn về tài sản cho người dân, các lực lượng vũ trang dũng cảm của chúng tôi phối hợp với lực lượng hàng không vũ trụ Nga, các lực lượng đã thực hiện một số hoạt động. Các cuộc không kích đã được thực hiện nhắm vào các trụ sở và nhà kho của nhóm khủng bố ở Elif cũng như ở các địa điểm phóng máy bay không người lái. Kết quả là những trụ sở này đã bị phá hủy, bao gồm cả vũ khí, đạn dược và máy bay không người lái. Hàng chục tên lửa khủng bố bị tiêu diệt và số còn lại thì bị thương. Bộ Quốc phòng Syria cũng nhấn mạnh rằng có 8 chỉ huy của các nhóm khủng bố đã bị tiêu diệt. Chiêu dung cây dọa khỉ của Tổng thống Nga Putin. Sau 2 ngày không xuất hiện trên các phương tiện truyền thông, vào tối ngày hôm qua theo giờ Hà Nội, cả nhà lãnh đạo của tập đoàn Wagner và Tổng thống Nga Putin đã đưa ra những tuyên bố về hành động của mình. Ông Prigozhin thừa nhận rằng ông lấy làm tiếc về cái chết của phi hành đoàn trực thăng và máy bay bị bắn rơi, mặc dù ông không giải thích lý do tại sao máy bay bị bắn. Sau đó xuất hiện các báo cáo cho biết rằng các đơn vị của PMC Wagner sẽ đóng trên lãnh thổ của nước láng giềng Belarus. Theo lời của ấn phẩm Veska, họ có thể triển khai tới 8.000 quân trên lãnh thổ Belarus. Wagner sẽ bố trí các đơn vị chiến đấu của mình tại khu vực quận Osipovichi, một khu vực rộng hàng chục nghìn mét vuông đang được chuẩn bị và rất có thể sẽ có một số doanh trại được xây dựng. Báo cáo cho biết rằng, tại khu vực Mogilev của Belarus, việc xây dựng một doanh trại quân sự cho lính đánh thuê Wagner PMC đã được tiến hành rầm rộ. Cơ quan lâm nghiệp của khu vực này cho biết. Được biết, diện tích của doanh trại này sẽ là 24.000 mét vuông và nó sẽ được thiết kế với 8.000 giường ngủ. Đặc biệt thu hút đến sự chú ý của cộng đồng quốc tế đó là việc Tổng thống Nga Putin đã đưa ra tuyên bố quan trọng vào đêm ngày 26 tháng 6 trên kênh Channel One. Trong bài phát biểu của mình, ông Putin đưa ra tối hậu thư rất lịch sự và đầy tôn trọng đối với các binh lính Wagner. Ông ấy nói, các chiến binh Wagner cũng là những người Nga yêu nước, cống hiến cho nhân dân và nhà nước của mình. Họ giải phóng Donbass và Novorossiya. Tôi cảm ơn những người lính và chỉ huy của nhóm Wagner, những người đã đưa ra quyết định đúng đắn duy nhất. Họ không đổ máu cho cuộc chiến huynh đệ tương tàn. Họ dừng lại ở phút cuối cùng. Hôm nay, bạn có cơ hội tiếp tục phục vụ nước Nga bằng cách ký hợp đồng với Bộ Quốc phòng hoặc các cơ quan thực thi pháp luật khác, hoặc là trở về với người thân và bạn bè của mình. Ai muốn có thể đến Belarus, lời hứa của tôi sẽ được thực hiện. Đặc biệt là ông Putin nhấn mạnh tuyên bố các cuộc nổi dậy vũ trang sẽ bị dập tắt bằng mọi giá. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài thì chúng ta sẽ thấy dường như là ông Putin đang chỉ nói về Wagner. Tuy nhiên trên thực tế, đây là chiêu dung cây dọa khỉ. Bản thân ông Putin biết rằng trong lòng nước Nga không chỉ có một tổ chức mà nhiều hơn một tổ chức được lãnh đạo bởi một vài nhà tài phiệt, các chính trị gia Nga thân phương Tây. Những kẻ mang trong mình sự bất mãn chính trị và ấp ủ kế hoạch lật đổ Putin. Việc trừng trị Wagner đơn giản chỉ là một lời cảnh cáo đối với những tổ chức này. Ông ấy nhấn mạnh tới việc cái giá phải trả là rất đắt đối với các hoạt động nổi dậy vũ trang. Điểm đáng chú ý thứ hai đó là trong bài phát biểu của Tổng thống Nga Putin vào tối hôm qua, ông ấy đã gửi đi một thông điệp rất rõ ràng tới phương Tây rằng xã hội Nga là nguyên khối về mặt ý thức hệ và bất kỳ một nỗ lực nổi dậy nào cũng sẽ thất bại. Những động thái nhằm kích động, chia rẽ và làm suy yếu Nga từ bên trong là vô ích.
Trong bài phát biểu của mình, ông Putin đã lưu ý rằng những người dân Nga đều là những người yêu nước. Sự ủng hộ của toàn xã hội Nga đóng vai trò quyết định và giúp ngăn chặn cuộc nổi loạn này. Chính vì thế mà ông ấy đã bày tỏ lời cảm ơn người dân vì sự bền bỉ và đoàn kết của họ. Cho nên, bất kỳ một nỗ lực đảo chính nào ở Nga đều sẽ bị người dân từ chối và chắc chắn sẽ thất bại. Khi chúng tôi tìm hiểu thông tin trên Twitter, chúng tôi đã nhìn thấy những hình ảnh về người dân Nga chất vấn những binh lính Wagner. Tại sao các bạn lại ở đây? Tại sao các bạn không ở tiền tuyến? Ngụ ý rằng, hãy đi chiến đấu với kẻ thù, chứ không phải là chĩa súng vào đất nước và dân tộc mình. Hay là có thước phim cho thấy, người dân Nga đã đối đầu với những binh lính Wagner. Cho nên đối với người Nga mà nói, cuộc đảo chính của Prigozhin đã chứng minh được rằng nước Nga thực sự thống nhất như thế nào. Đây là một thử nghiệm cho thấy đất nước Nga đã trở nên gắn kết hơn bao giờ hết. Một cuộc đảo chính sẽ không thành công nếu như không nhận được sự ủng hộ trong xã hội, và kết cục thất bại là điều tất yếu. Đương nhiên, những kẻ chĩa súng vào đất nước sẽ mãi mãi được ghi nhớ trong lịch sử Nga như một kẻ phản bội. Cho nên, đây sẽ là cái giá phải trả cho những ai đang ấp ủ kế hoạch bạo loạn quân sự. Còn đối với những chính trị gia phương Tây, những người đã bị dụ dỗ hoặc là bị tẩy não bằng chứng sợ nước Nga, những người đã cổ vũ Prigozhin, như thể là ông ta là một đồng minh mới, thì bây giờ đây, hy vọng của họ cũng đã bị dập tắt. Người Nga đang chứng minh được với phương Tây một điều, sẽ không có Moscow Maidan ở Nga. Chúng ta cũng đã thấy, trong suốt ngày thứ Bảy tuần trước, các phương tiện truyền thông phương Tây rất hào hứng, thích thú với sự kiện đảo chính quân sự ở Nga. Bắt đầu vào tối thứ Sáu, họ đã rầm rộ đưa tin tuyên truyền. Nào là cuộc nổi dậy ở Nga, các cuộc nổi dậy chống lại Putin, xe tăng Wagner tiến về Moscow, nước Nga bên bờ vực thẳm. Những bài báo với những tiêu đề như vậy đã tràn ngập trên Internet. Nhưng mọi thứ đã thay đổi. Hôm nay Axios còn viết rằng Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã ra lệnh cho các quan chức Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trên khắp thế giới kiềm chế bình luận về âm mưu nổi dậy ở Nga. Bài báo này viết, trong bức điện, Blinken yêu cầu tất cả các nhân viên Bộ Ngoại giao không thảo luận về tình hình ở Nga với bất kỳ ai. Nếu như đại diện của các chính phủ nước ngoài có hỏi các nhà ngoại giao Hoa Kỳ về các sự kiện ở Nga, họ chỉ nên nói rằng Hoa Kỳ vẫn đang theo dõi tình hình. Điều này nói lên rằng Mỹ và các nước phương Tây đã bị rơi vào một cái bẫy thông tin mà người Nga giăng ra. Họ đang cố gắng để lẩn tránh vấn đề bằng cách không đề cập đến hoặc dè chừng cung cấp thông tin. Theo một số nguồn tin không chính thức, sau khi có tin Wagner đến Belarus với số lượng hiện tại là 32.000 quân, Liên minh quân sự phương Tây đang lên kế hoạch để tăng lực lượng phản ứng nhanh từ 13.000 lên 30.000 quân. Nếu thông tin này là thật thì có vẻ như là một trận chiến lớn sẽ diễn ra. Trận chiến trên không ở Biển Đen. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2023, trên các kênh thông tin độc lập đã đăng tải hàng loạt các video cho thấy lực lượng kiểm soát không phận Nga đã phát hiện 3 mục tiêu trên không đang di chuyển về phía biên giới của Liên bang Nga trên Biển Đen. Đoạn phim này mô tả một cặp máy bay chiến đấu Su-27 đã tiến hành đánh chặn một máy bay trinh sát RC-135 và hai máy bay Typhoon của Không quân Anh tiếp cận biên giới Nga. Các phóng viên chiến trường của Aviapro cũng đã xác nhận tính chính xác về thông tin này vào đêm hôm qua, rạng sáng sớm ngày hôm nay. Khi mà các máy bay chiến đấu nước ngoài phát hiện ra sự tiếp cận của các máy bay chiến đấu Nga, chúng ngay lập tức thay đổi hướng đi và bay chệch khỏi biên giới của nước Nga. Sau đó, những chiếc Su-27 đã trở về sân bay căn cứ an toàn. Điều cần phải nhấn mạnh đó là tất cả các hành động của máy bay chiến đấu Nga được thực hiện theo đúng các quy tắc quốc tế về việc sử dụng không phận trên các vùng biển trung lập. Tất cả các biện pháp an ninh cần thiết đã được tuân thủ, bao gồm cả việc tránh cắt ngang các tuyến đường hàng không và tiếp cận nguy hiểm với máy bay của một quốc gia nước ngoài. Nói về vụ việc đánh chặn các máy bay nước ngoài thì truyền thông Anh Sky News đã viết rằng các máy bay Nga đã bay một cách an toàn và chuyên nghiệp khi tiếp cận các máy bay chiến đấu của Anh trên Biển Đen. Kho chứa đạn pháo của lực lượng vũ trang Ukraine bị phá hủy. Vào tối hôm qua, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo trên kênh Telegram của mình rằng tối nay, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phát động một cuộc tấn công tập thể bằng vũ khí chính xác tầm xa trên biển nhắm vào các kho đạn pháo, bao gồm cả những kho vũ khí được chuyển đến Ukraine từ các nước phương Tây. Các mục tiêu của cuộc tấn công này đã đạt được. Đây là sự tiếp nối của các cuộc tấn công mà Nga thực hiện nhắm vào Ukraine bắt đầu vào đêm ngày 20 tháng 6. Máy bay Green 2 của Nga đã nhắm vào các kho đạn và cơ sở hạ tầng quân sự ở hậu phương Ukraine. Tại Kiev và các khu vực lân cận đã xuất hiện các vụ nổ. Các cơ sở quân sự cũng đã bị tấn công ở các vùng Odessa, Mykolaiv, Lvov, Khmelnytsky và Vinnytsia, cũng như là ở Kherson. Được biết, lực lượng vũ trang Ukraine hiện đang tham gia vào việc tập hợp lại lực lượng theo nhiều hướng. Các cơ quan tình báo Nga cho biết rằng trong những ngày tới, tình hình có thể trở nên trầm trọng hơn ở khu vực Pyatikhatki, Orekhovo và cũng có thể ở gần làng Velika Novosika. Đồng thời, quân đội Nga tiếp tục tấn công ở khu vực Kupiansk, Kamennaya và Svet.
việc mở rộng chỗ đứng của họ cũng đã được thực hiện ở bờ Tây Osco. Trước tình hình này vào cuối ngày hôm qua, trong một cuộc phỏng vấn với cổng thông tin Onet của Ba Lan, nhà nhân khẩu học người Ba Lan Andrei Drabinski đã nói rằng Ukraine hiện đang chết dần. Theo chuyên gia này, trước khi leo thang xung đột với Nga thì 37 triệu người sống ở các vùng lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát, và sau khi mà bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt thì 8 triệu công dân đã rời khỏi đất nước này. Ông ấy tin rằng bây giờ không đến 30 triệu người còn lại ở đó. Đồng thời, con số này là chưa tính đến tỷ lệ tử vong tự nhiên ở Ukraine. Ông ấy cho rằng chỉ có 3 kịch bản nhân khẩu học cho đất nước này: tồi tệ, rất tồi tệ và thê thảm. Kịch bản tồi tệ là họ chỉ còn 30 triệu người như chúng ta đã nói ở trên. Rất tồi tệ tức là 25 triệu người, và thê thảm có nghĩa là chỉ còn 20 triệu người vài năm sau cuộc xung đột. Ông Drabinski đã nói như vậy. Ông ấy cũng lưu ý rằng Giám đốc Viện Nghiên cứu Xã hội và Nhân khẩu học Ukraine cho biết để khôi phục Ukraine cần phải đưa người dân quay trở lại. Tuy nhiên, như ông ấy nói, đang có một nghịch lý. Vào năm 2022 thì tỷ lệ sinh ở nước này đạt 0,9 và năm nay con số này có thể giảm xuống 0,7. Theo dự đoán của Drabinski thì tối đa chỉ có khoảng 50% người rời khỏi đất nước này sẽ quay trở lại Ukraine. Ngoài ra, ông ấy cũng cho rằng tỷ lệ thất nghiệp lớn là một yếu tố nghiêm trọng, và theo ông, nhiều người Ukraine sau đó sẽ rời khỏi đất nước để đi tìm việc làm. Vì vậy, nhận định Ukraine đang chết dần cũng là điều dễ hiểu. Điều đáng nói là ông ấy nhấn mạnh rằng phương Tây không chú ý tới vấn đề này, tức là phương Tây không quan tâm tới số phận của đất nước hay là người dân Ukraine. Cái mà họ quan tâm đó là làm sao kéo dài được cuộc chiến chống Nga càng lâu càng tốt, và chương trình nghị sự thù địch nước Nga phải được đi tới cùng. Những người trực tiếp thực hiện nó lại chính là chính quyền Kiev. Vậy thì ai đang hủy hoại đất nước Ukraine? Chúng ta hẳn đã có câu trả lời. Đáng buồn ở chỗ, phương Tây muốn làm Nga suy yếu và muốn khuất phục người Nga, nhưng mà điều đó lại không thành công. Về nhận định này thì cựu sĩ quan tình báo Mỹ Scott Ritter cho rằng Nga sẽ chiến thắng, đây là cuộc đấu tranh sinh tử của họ. Ông ấy đã nói điều này trên kênh YouTube US Tour of Duty. Lưu ý rằng không thể vượt qua người Nga, vì họ sẵn sàng trả bất cứ giá nào để bảo tồn quốc gia của mình. Đồng thời, phương Tây theo cựu sĩ quan tình báo dù rằng sẵn sàng trả giá để gây ra nỗi đau cho người Nga, nhưng để có thể khiến cho người Nga đau đớn, phương Tây cần phải chiến thắng trên nhiều mặt trận, từ kinh tế, ngoại giao, quân sự, địa chính trị. Tuy nhiên, cho đến nay, những điều này vẫn chưa thành công. Thời gian không chờ đợi Ukraine. Khoảng 12 giờ trước thì khu định cư Ripnopil thuộc Donetsk đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Các quân nhân Ukraine đã thông báo về điều này bằng một đoạn video cho biết rằng họ đang ở trên lãnh thổ của khu vực định cư. Ban đầu người ta còn nghi ngờ về thông tin này, nhưng mà sau đó chuyên gia quân sự người Nga Mikhail Zvinchuk đã xác nhận chúng là sự thật. Hiện tại thì khu định cư này đã nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine. Mặc dù vậy, số lượng chính xác quân đội Ukraine xâm nhập vẫn chưa được xác định. Tuy nhiên, có khả năng rằng giao tranh tại khu định cư này sẽ tiếp tục diễn ra trong tương lai gần. Và đây là một thông tin tiêu cực cho phía Nga, bởi vì Ripnopil chỉ cách Mariupol chưa đầy 50 km. Và nó có nghĩa là Mariupol có thể nằm dưới tầm bắn của các khẩu pháo NATO. Mặc dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ tái chiếm được Mariupol, vì chắc chắn rằng người Nga sẽ có các biện pháp ứng phó chỉ trong vài giờ. Người ta dự đoán rằng Nga sẽ câu giờ và thực hiện cuộc chiến tiêu hao, còn phía Ukraine sẽ tiếp tục phải đối mặt với hàng loạt khó khăn. Thời gian thì vẫn đang đứng về phía Nga. Và nhân tiện nói về yếu tố bất lợi trong thời gian, Graham Ellison là giáo sư quản lý công tại Đại học Harvard Douglas Dillon đã tin rằng nếu như Ukraine không thành công trên chiến trường trong vài tuần tới, họ sẽ mất lãnh thổ trong nhiều năm. Ông ấy nói điều này trên tờ Washington Post như sau: trừ khi các lực lượng Ukraine trong những tuần tới thành công hơn so với những gì mà họ đã đạt được cho đến nay, bằng không, Ukraine sẽ không giành lại được toàn bộ lãnh thổ của mình trong vòng 16 năm. Ông Ellison cho biết rằng nếu như Kiev vẫn bế tắc trong suốt mùa hè, thì khía cạnh chính trị của cuộc xung đột này sẽ quyết định đến diễn biến của các sự kiện. Nhiều người ủng hộ Kiev ở châu Âu và Hoa Kỳ sẽ kêu gọi cả hai bên bắt đầu các cuộc đàm phán ngừng bắn nghiêm túc. Trước đó, cố vấn cho chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Mikhail Podolyak đã nói rằng sự thiếu thành công của cuộc phản công là do phương Tây chậm chạp đáp ứng mọi yêu cầu của Kiev. Nhưng mà vấn đề không nằm ở việc chuyển giao vũ khí nhanh hay chậm, mà là chính tính hiệu quả của các loại vũ khí được bàn giao. Hôm nay, truyền thông Mỹ Foreign Policy đã phải thừa nhận rằng ngày càng có nhiều khí tài hư hỏng ở Ukraine. Bài báo lưu ý rằng đối với những người ủng hộ cung cấp vũ khí cho Ukraine, tính cấp bách của việc gửi chúng đã tăng lên. Do số lượng pháo của phương Tây viện trợ bị hỏng hóc ngày một nhiều, kho dự trữ đạn pháo đang rơi vào tình trạng cạn kiệt. Trước đó vào ngày 23 tháng 6, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, ông Sergei Narinsky, đã cho biết rằng
các nước phương Tây đã sai lầm nghiêm trọng trong khi cho rằng họ có thể đè bẹp Nga bằng vũ khí. Sáng ngày hôm nay, thì Bộ Quốc phòng Nga đã báo cáo các quân nhân của Lữ đoàn Thủy quân Lục chiến số 40 thuộc Hạm đội Thái Bình Dương đã ngăn chặn một đoàn xe thiết bị quân sự do nước ngoài sản xuất theo hướng Juno-Donetsk. RIA đã đăng tải một đoạn video do cơ quan này công bố cho thấy một chiếc xe bọc thép Osco của Mỹ dẫn đầu đoàn xe đã bị trúng mìn và tổ lái đã phải chạy ra khỏi xe. Chúng ta thường được nghe về những lô vũ khí của phương Tây bị phá hủy từng lượt. Và điều này một lần nữa cho thấy rằng vũ khí phương Tây không thể giúp Kiev giành được chiến thắng. Và giải pháp tốt nhất trong tình huống này đó là các nhà lãnh đạo Kiev phải tỉnh mộng, chấp nhận thực tế và ngồi vào bàn đàm phán. Nếu như họ tiếp tục theo đuổi và phục tùng mệnh lệnh từ phương Tây, chắc chắn họ sẽ đẩy quốc gia và người dân tới vực thẳm. Mãn nhãn pha hạ gục xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ. Hãng tin RIA hôm nay ngày 29 tháng 6 đã đăng tải một video cho thấy một xe tăng T-80 BVM của Nga đã bắn trúng một xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất ở Ukraine theo hướng Kupiansk từ khoảng cách 9,5 km. Việc những khí tài chở quân của Ukraine bị phá hủy đã không còn là chuyện hiếm. Trước đó, chính truyền thông cánh tả Mỹ New York Times đã phải thừa nhận rằng Ukraine mất hơn 15% xe chiến đấu Bradley, tương đương với khoảng 17 chiếc xe bị hư hỏng hoặc bị phá hủy. Không chỉ khí tài của Mỹ đã bị phá hủy mà các sĩ quan chỉ huy phương Tây cũng bị tiêu diệt. Hôm nay, đài truyền hình CNN đã công bố một video báo cáo rằng ít nhất 2 lính đánh thuê nước ngoài đã bị thương sau một cuộc tấn công của quân đội Nga vào Krasnodar. Mặc dù trong báo cáo của CNN đã đề cập đến việc các nạn nhân là dân thường, bao gồm cả trẻ em ở điểm bị tấn công. Tuy nhiên, bài báo sau đó lại viết rằng nơi này rất gần các vị trí chiến trường và là địa điểm để những người lính nghỉ ngơi sau các cuộc giao tranh. Điều này làm dấy lên nghi ngờ về độ tin cậy trong báo cáo của CNN. Trước đó, Nga đã tuyên bố rằng tất cả các mục tiêu tấn công của họ chỉ nhắm vào các đối tượng quân sự. Cho nên nếu như CNN báo cáo có dân thường thiệt mạng tại địa điểm bị tấn công, thì có nghĩa là phương Tây đang quân sự hóa các cơ sở dân sự để phục vụ chiến tranh. Điều này trái với luật pháp quốc tế. Do đó, nhiều người trung lập trong vấn đề Ukraine đã lên án các hành động của Kiev cũng như phương Tây. Về vấn đề phương Tây thiệt hại nhân sự trong các cuộc tấn công do Nga thực hiện, cựu sĩ quan tình báo thủy quân lục chiến Hoa Kỳ Scott Ritter nói rằng quân đội Nga ở Krasnodar đã tiêu diệt lính đánh thuê Mỹ đang cố vấn cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ông ấy nói điều này trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Graham Nixon. Trong một video về cuộc phỏng vấn có trên YouTube, theo ông, ở Krasnodar có đến cả một đống quân nhân Mỹ. Họ bay từ Romania đến đó bằng hai máy bay trực thăng Black Hawk và họ đã tắt bộ tiếp sóng khi vượt qua biên giới. Ông Ritter cho biết thêm rằng cần có trực thăng Black Hawk để sơ tán binh lính nếu họ bị thương. Trong số những người Mỹ bị thương có cả cố vấn quân sự và chiến binh. Cũng đưa tin về vụ tấn công của Nga vào một cơ sở phục vụ bữa ăn ở Krasnodar, The New York Times đưa tin rằng tại đó có các chiến binh đánh thuê nước ngoài chiến đấu thay cho quân đội Ukraine. Cũng trong vụ việc này thì phóng viên chiến trường Avia Pro đã cung cấp thêm thông tin xác minh về sự hiện diện của các chuyên gia quân sự nước ngoài tại thành phố Krasnodar. Chính một người lính Ukraine đã vô tình tiết lộ điều này, dẫn đến việc quân Nga tiến hành tấn công vào địa điểm mà họ đang tập kết. Cụ thể, người lính này đã đăng tải những bức ảnh chung với những người huấn luyện Canada, gắn thẻ tài khoản Instagram của họ và vị trí địa lý ở thành phố mà họ đang đứng. Những huấn luyện viên nước ngoài này vẫn luôn tích cực duy trì tài khoản của họ trên Instagram. Họ chia sẻ một cách phô trương về công việc huấn luyện quân đội Ukraine. Có vẻ như là không một chỉ huy nào cảnh báo cho họ về những uy hiếp có thể gặp phải nếu như không biết giữ mồm giữ miệng trên chiến trường. Sau một cuộc tấn công vào quán ăn nơi những chuyên gia nước ngoài này tụ tập, một số người đã xác nhận rằng tên lửa đã tấn công trong lúc họ đang ăn. Một trong những huấn luyện viên phương Tây đã đăng một bức ảnh lên trên mạng xã hội với chú thích: bữa ăn cuối cùng, 20 phút trước khi tên lửa tấn công. Trong bức ảnh này có bia, bánh pizza và những quân nhân ở phía sau. Trong đoạn phim ghi lại sau cuộc tấn công này thì người ta cũng đã phát hiện một anh lính nước ngoài có hình xăm biểu tượng của tiểu đoàn kiểm lâm số 3, quân đội Hoa Kỳ. Nhiều phương tiện và xe cứu thương tại hiện trường cũng là của nước ngoài hoặc có biểu tượng quân sự chữ thập trắng. Chưa hết, có những video và hình ảnh cho thấy có thể lính dù Mỹ cũng là một trong những nạn nhân. Họ mặc áo phông có logo của sư đoàn dù 101 Hoa Kỳ. Như vậy thì có thể thấy rằng nhiều lính đánh thuê hoặc là các chuyên gia đào tạo quân sự người Mỹ đã có mặt ở Krasnodar. Và từ những hình ảnh và thông tin này thì chúng ta có thể thấy rằng nếu như phía Ukraine cáo buộc Nga tấn công dân thường thì rõ ràng những lời cáo buộc này là không đúng sự thật. Bằng chứng hình ảnh cho thấy rằng phần lớn quân nhân nước ngoài đã bị tiêu diệt trong các vụ tấn công của người Nga. Tổn thất của Ukraine thảm khốc hơn dự kiến. Vào hôm 27 tháng 6, Forbes cho biết rằng 25 xe tăng và phương tiện chiến đấu đã biến mất trong nháy mắt. Thất bại của Ukraine gần Mala Topmatka tồi tệ hơn chúng ta tưởng.
Theo tác giả của bài báo này, ban đầu thì tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine có vẻ nhỏ hơn. Nhưng trong vòng 2 tuần thì các nhà phân tích đã phải liên tục cập nhật danh sách thiệt hại nhờ các cảnh quay thu được từ máy bay không người lái. Ít nhất 25 phương tiện Ukraine đã bị phá hủy. Đồng thời, tác giả chỉ ra rằng, chỉ trong vòng 1 đến 2 giờ, nhóm chiến đấu của Lữ đoàn 47 và 33, lực lượng vũ trang Ukraine, đã mất gần 1/5 số xe chiến đấu bộ binh Bradley, 1/5 số xe Leopard 2A6 và một nửa số Leopard 2R. Theo tác giả của bài báo này, trận chiến ngày 8 tháng 6 ở phía nam Malaya, Tokmakka, là một thảm họa thực sự đối với quân đội Ukraine. Cũng xin lưu ý rằng, đây là lời thừa nhận từ truyền thông phương Tây, chứ không phải là tuyên truyền từ phía Nga. Có vẻ như là nó khác xa với những tuyên bố lạc quan mà giới chức phương Tây đã từng nói trước đây khi đề cập tới thành công mà Kiev có được. Thừa nhận tính năng tác chiến của Lancet Nga. Hôm nay, chuyên trang quân sự Mỹ 1945 đã thừa nhận rằng máy bay không người lái UAV Lancet của Nga đã trở thành sát thủ đối với các thiết bị quân sự của các lực lượng vũ trang Ukraine, trong đó có xe tăng phương Tây cung cấp cho chế độ Kiev. Chuyên trang này đã nêu bật tính hiệu quả của máy bay không người lái Lancet Nga, cũng như là tính ưu việt vượt trội về giá thành và cách chúng đạt được mục tiêu. Nếu như các UAV của Nga được đánh giá là những thợ săn hay là sát thủ xe tăng, thì một tin tức không mấy vui vẻ gần đây cũng đã được đưa ra, đó là Nga đã bắt đầu sử dụng các máy bay không người lái mới cho các cuộc tấn công. Một UAV tấn công và trinh sát hạng nặng đã được phát hiện ở hướng Sumy. Các kênh thông tin của Ukraine cho rằng đây có thể là UAV S-70 Okhotnik cấu hình thấp. Điều đáng lưu ý là máy bay không người lái này có thể che mắt được các hệ thống radar, mặc dù một số cư dân ở vùng Chernihiv và Sumy đã tận mắt nhìn thấy nó bay trên bầu trời đêm về phía Kiev. Các đặc điểm hoạt động của S-70 Okhotnik vẫn là bí mật và nó được mệnh danh là thợ săn. Trong khi các phương tiện truyền thông thì mô tả rằng phạm vi bay tối đa của loại vũ khí này là 3,5 nghìn km, tốc độ tối đa là 920 km/h, độ cao có thể đạt được lên đến 10,5 km. UAV này có thể bay liên tục trong một ngày mà không cần tiếp liệu. Thiết bị vô tuyến điện tử trên UAV S-70 bao gồm hệ thống thông tin và điều khiển, tổ hợp radar, hệ thống điều khiển tự động và hệ thống định vị vệ tinh quán tính. Một tổ hợp radar và hệ thống thông tin liên lạc trên máy bay cho phép Nga mở rộng trường radar cho các máy bay chiến đấu khác và chỉ định mục tiêu từ xa. Nhờ đó, nó có thể sử dụng vũ khí tầm xa mà không cần phải tiếp cận quá gần khu vực phòng không của đối phương. Các chuyên gia quân sự cho rằng, phần bí ẩn và ít được biết đến nhất của UAV thợ săn này là thành phần vũ khí của nó. Người ta cho rằng UAV mang tên lửa dẫn đường, nó cũng có thể được mang cả bom dẫn đường lẫn không dẫn đường. Nhìn chung, các lực lượng Nga đang tích cực sử dụng công nghệ không người lái trên mặt trận Ukraine để chống lại hàng loạt các cuộc phản công gần đây do Kiev phát động. Chiến thuật mới này chủ yếu nhắm vào xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất và các phương tiện chiến đấu hiện đại khác do phương Tây cung cấp. Nó đã gây ra những tổn thất nặng nề cho kho vũ khí của Kiev, vốn được kỳ vọng là sẽ giúp lực lượng vũ trang Ukraine giành được chiến thắng trong cuộc phản công này. Nhưng mà cơn ác mộng vẫn chưa dừng lại ở đó. Phương Tây đang đối mặt với một thách thức lớn, đó là việc Nga đã phát triển các máy bay không người lái siêu nhỏ. Theo TASS, cục thiết kế thử nghiệm OKV đã phát triển một UAV đa cánh quạt cực nhỏ có tên là Vector 75, có trọng lượng chỉ 21g. Như chúng ta đã biết, Black Hornet của Na Uy có khối lượng là 18g, được coi là UAV nhỏ nhất trên thế giới và đã được biên chế trong các đơn vị của NATO. Bây giờ đây, người Nga cũng đã tạo ra được những UAV siêu nhỏ có tên là Vector 75 với trọng lượng là 21g và có thời gian bay từ 4 đến 7 phút tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng. Nếu như chi phí của máy bay không người lái Na Uy lên tới 200.000 đô la, thì công ty quốc phòng Nga tuyên bố rằng Vector 75 có chi phí thấp hơn, khiến nó trở thành một sự thay thế hấp dẫn so với đối thủ của mình. Chi phí cơ bản của một trinh sát siêu nhỏ của Nga là khoảng 900 đô la, nhưng nó có thể thay đổi tùy thuộc vào thiết kế và loại địa hình thực hiện nhiệm vụ. Nhà chế tạo OKB đã nhấn mạnh rằng, các UAV của chúng tôi có khả năng bay xa cách điểm cất cánh tới 1,2 km và không thể nghe thấy được âm thanh của nó từ khoảng cách 15 mét. Nó có thể truyền video thời gian thực tới bảng điều khiển của người vận hành hoặc kính bảo hộ đặc biệt. Ưu điểm chính là chi phí thấp, cho nên nếu như bị phá hủy thì cũng không đáng lo ngại. Các nhà phát triển Nga cho rằng UAV mới sẽ được sử dụng chủ yếu như là một phương tiện hàng không dùng một lần. Mục đích của nó là chuyển hướng sự chú ý của các hệ thống tác chiến điện tử của đối phương. Và điều này nói lên hai vấn đề. Một, đó là người Nga sẵn sàng cải tiến, phát minh các thiết bị quân sự với chi phí thấp hơn để cạnh tranh với các sản phẩm của phương Tây. Nó sẽ khiến cho các nước phương Tây phải cân nhắc đến việc cung cấp các loại vũ khí gì cho Ukraine để có thể giảm thiệt hại trước các UAV giá rẻ của Nga. Đồng thời, phương Tây phải thừa nhận một thực tế là người Nga đang cạnh tranh trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị quốc phòng với Mỹ.
Ai Cập mua 2 bộ hệ thống tác chiến điện tử Replen của Nga. Quân đội Ai Cập tuyên bố đã mua được hệ thống tác chiến điện tử Replen của Nga. Tin tức này đã được tiết lộ thông qua các hình ảnh gần đây của phòng không Ai Cập. Trong đó xuất hiện nhiều khí tài do Nga sản xuất. Replen là một hệ thống tác chiến điện tử công nghệ cao được thiết kế để ngăn chặn và làm gián đoạn các hoạt động của kẻ thù trong các lĩnh vực thông tin liên lạc, tín hiệu điện tử, dẫn đường trên không, vũ khí tên lửa và các hệ thống điện tử khác. Cần phải lưu ý rằng, cho đến nay thì báo chí vẫn chưa biết đến Ai Cập đã mua các hệ thống này. Nhưng mà nhờ có các video từ Bộ Quốc phòng Ai Cập, thông tin này đã được tiết lộ. Và điều này cho thấy rằng Nga đã làm ăn rất tốt trong lĩnh vực kinh doanh vũ khí. Rõ ràng rằng chiến trường Ukraine đang là một bãi thử nghiệm và đã khẳng định được tính thực chiến của vũ khí Nga, giúp thúc đẩy các đơn đặt hàng quốc phòng. Việc Nga chứng minh khả năng cạnh tranh của mình trên chiến trường sẽ khiến cho tổ hợp quốc phòng phương Tây phải khó chịu. Vì trong quá khứ, phương Tây gần như chiếm một phần lớn thị trường cung cấp vũ khí. Giờ đây, họ sẽ phải nhả bớt miếng bánh béo bở này. Đây là điều mà những ông lớn Hoa Kỳ sẽ không mấy vui vẻ. Và tất nhiên, để đảo ngược được tình thế thì họ buộc phải thay đổi chiến thuật. Nga tăng cường quan hệ quân sự với Cuba vì Mỹ. Hôm nay, truyền thông Cuba đã đăng tải một báo cáo với tiêu đề Cuba và Nga tăng cường quan hệ quân sự. Báo cáo cho biết rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Nga Sergei Shoigu trong các cuộc đàm phán tại Moscow với người đồng cấp Cuba Alvaro Lopez Miera đã tuyên bố Nga sẵn sàng cung cấp hỗ trợ cho Cuba, bao gồm cả thiết bị và kỹ thuật quân sự. Trong bài phát biểu của mình, ông Shoigu đã nhấn mạnh rằng bất chấp việc Hoa Kỳ phong tỏa kinh tế và thương mại bất hợp pháp trong thời gian dài đối với Cuba, Nga sẵn sàng hỗ trợ toàn diện cho đất nước này, dành một bờ vai cho những người bạn Cuba của chúng tôi. Ghi nhận mối liên hệ chặt chẽ giữa hai quốc gia, Bộ trưởng Quốc phòng nhắc lại rằng chuyến thăm của các quan chức cấp cao Nga tới Cuba vào năm 2023, Thư ký Hội đồng An ninh Nikolai Pachusev, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin khẳng định mối quan hệ và lợi ích bền chặt giữa hai nước trong chuyến thăm này. Bộ trưởng Quốc phòng Nga bày tỏ tin tưởng rằng Moscow và Havana đang bảo vệ hiến chương Liên Hợp Quốc, phản đối những nỗ lực thay thế hiến chương này bằng một trật tự dựa trên luật lệ, phản ánh mong muốn của phương Tây trong việc thúc đẩy các hoạt động thực dân kiểu mới với cái giá phải trả là các dân tộc bị đàn áp và các đối thủ bị đánh bại. Ông Shoigu nhấn mạnh tầm quan trọng của phái đoàn Cuba tham gia vào cuộc đàm phán này. Lưu ý rằng, điều này cho thấy phía Cuba sẵn sàng thảo luận nhiều vấn đề trong lĩnh vực quân sự và kỹ thuật quân sự. Trong khi mối quan hệ giữa Cuba và Nga trở nên ấm áp, thì Hoa Kỳ lại đứng ngồi không yên. Bởi vì từ lâu Mỹ vốn lạc quan về an ninh của vùng Caribe. Họ cho rằng, lực lượng vũ trang Cuba đã suy yếu đáng kể, thế mạnh về hải quân, không quân, lực lượng đặc biệt là không có. Hơn nữa, nước này cũng không đem lại đe dọa gì về vấn đề di dân. Nhưng mà đó là câu chuyện của những năm 1989. Còn bây giờ, Cuba và Nga đã bắt tay nhau, đồng nghĩa với sức mạnh quân sự của Cuba sẽ được Nga chống lực. Và Washington sẽ không thể rung đùi trước nước đi này được nữa. Có vẻ như phương Tây đã trở nên bị động. Ban đầu họ giật dây cho cuộc chiến bên kia đại dương bùng nổ, sau đó tích cực đổ thêm dầu vào lửa nhằm kéo dài cuộc chiến này. Và đến giờ, chính họ lại phải lo lắng cho mối đe dọa an ninh hiện hữu ở ngay sát cạnh mình. Tiêu biểu là Hoa Kỳ mà chúng ta đã vừa đề cập ở trên. Nhưng mà còn một ông lớn nữa ở châu Âu cũng đang vò đầu bứt tai vì tham chiến nhưng để lộ sơ hở ở sân sau. Pháp thua đau trên sân nhà. Truyền thông Pháp mấy ngày nay đang đồng loạt đưa tin về những vụ bạo loạn diễn ra tại vùng ngoại ô Nantes của Paris. Theo kênh này, do tình trạng bất ổn ở khu vực xảy ra bạo loạn, các trạm dừng xe buýt đã bị đập phá và thùng rác ô tô cùng với đồ đạc trên đường phố bị đốt cháy. Trong một cuộc xô xát giữa người biểu tình và cảnh sát, các nhân viên thực thi pháp luật đã phải sử dụng tới hơi cay. Căng thẳng gia tăng sau khi cảnh sát bắn chết một người lái xe 17 tuổi vào ngày 27 tháng 6 khi anh ta đang cố gắng chạy trốn. Người ta chỉ ra rằng viên cảnh sát này đã nổ súng vì cho rằng người lái xe đã đâm anh ta. Sau đó thì các cuộc bạo loạn lan rộng sang các vùng lân cận. Người biểu tình đã bắt đầu đốt lửa và đập phá các quầy quảng cáo và bến xe buýt. Trên kênh truyền thông Pháp, các đám cháy đã tạo thành một cột khói lớn và nhìn chung thì bối cảnh ở Paris, một thành phố lãng mạn thơ mộng, đã nhuốm đầy bạo lực và sự phá hoại. Đây là một rắc rối lớn đối với Tổng thống Pháp đương nhiệm. Trong khi mấy ngày trước đây thì truyền thông phương Tây hân hoan trước tin tức về một cuộc nội chiến sẽ diễn ra ở Nga, thì mấy ngày hôm nay, câu chuyện của Pháp đã phản ánh rõ một vấn đề. Khi mà các nhà lãnh đạo quốc gia bạn năng nổ và nhiệt huyết với những chuyện bạo động, thì họ sẽ nhận lại được những gì? Một cú đả kích nữa đã đặt ra nghi vấn về khả năng lãnh đạo của Tổng thống Pháp. Đó là cách đây vài ngày, ông Macron đã bị muối mặt khi Nga từ chối cho tham dự hội nghị thượng đỉnh khối BRICS. Quý vị có thể thấy rằng, nếu như thủa đầu cuộc chiến này phương Tây tuyên bố sẽ làm nước Nga phải suy yếu vì các lệnh trừng phạt, thì ngay sau đó, họ nhận ra rằng dù có biến Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất trên hành tinh,
thì âm mưu của họ vẫn thất bại. Bây giờ đây, phương Tây không còn nhắc tới các lệnh trừng phạt với những lời lẽ hùng hổ nữa. Ngược lại, người Nga đang thu được lợi nhuận lớn từ các đơn hàng quốc phòng, giá năng lượng tăng cao, vân vân. Chưa kể đến hiện trạng thực tế là Nga đã trở thành một trong 17 quốc gia xuất khẩu lương thực lớn nhất trên thế giới. Bây giờ đây, Moscow đe dọa rằng họ có thể rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Đây sẽ là một vấn đề nhức nhối đối với những nhà lãnh đạo phương Tây. Liệu họ sẽ giải quyết các vấn đề quốc tế như thế nào khi mà đang phải gây chiến với Nga, một quốc gia muốn cố gắng chứng minh vai trò cường quốc của mình? Có vẻ như là phương Tây sẽ rất khó để thoát khỏi được mớ bòng bong do chính mình tạo ra. Và chúng ta sẽ cùng quan sát xem họ làm gì trong tình thế này, quý vị nhé. Đòn tấn công của Nga tiêu diệt một lúc hai tướng Ukraine. Vào hôm nay ngày 30 tháng 6, Bộ Quốc phòng Liên bang Nga đã tiết lộ chi tiết vụ tấn công tên lửa vào Krasnodar vào hôm 27 tháng 6 vừa qua trên kênh Telegram của cơ quan này. Theo đó, mục tiêu của họ đó là điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Riêng biệt thứ 56 của lực lượng vũ trang Ukraine. Cần phải lưu ý rằng, trước đó thì người ta đã biết đến vụ tấn công vào một nhà hàng ở Krasnodar, nơi mà lính đánh thuê nước ngoài đang tụ tập ở đây. Và giờ đây, Bộ Quốc phòng Nga đã chính thức công khai tình hình. Theo đó, trong một cuộc tấn công chính xác vào ngày 27 tháng 6 tại Krasnodar, thuộc vùng Donetsk, điểm triển khai tạm thời của Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới Riêng biệt thứ 56 của lực lượng vũ trang Ukraine đã bị phá hủy. Cuộc tấn công đã giết chết 2 tướng lĩnh và 50 sĩ quan của lực lượng vũ trang Ukraine, cũng như 20 lính đánh thuê và cố vấn quân sự nước ngoài. Một đoạn video khác thì cho thấy rằng, có một người đàn ông mặc đồng phục có phù hiệu của Sư đoàn Dù 101 thuộc lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Trong số những người bị tiêu diệt có cả lính Ukraine, điển hình là thành viên 22 tuổi của quân đoàn Azov có tên Artem Sukhovay. Trong một thước phim ghi lại hậu quả sau vụ tấn công, người quay phim đã nói rằng chỉ có những người lính ở trong đống đổ nát. Ngoài ra, một kho chứa đạn của lữ đoàn tấn công thứ 10 Ukraine đã bị phá hủy gần khu định cư VMK thuộc vùng Donetsk và tại các khu vực định cư Vasisivka của vùng Kharkiv và Pechanoe ở vùng Donetsk. Hai trạm radar phản pháo ANTPQ-50 do Mỹ sản xuất cũng đã bị tiêu hủy. Những video trên Twitter mà người dân quay được ở Krasnodar cho thấy những lính đánh thuê nói tiếng Anh ở gần tòa nhà bị pháo kích. Và nếu đánh giá qua hình xăm, một trong số họ là cựu chiến binh của tiểu đoàn 3 Ranger, quân đội Hoa Kỳ. Vụ việc này đã được thảo luận sôi nổi trên các nền tảng thông tin. Người thì cho rằng có báo cáo dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công của Nga cần được coi đây là một tội ác chiến tranh. Nhưng mà cũng có ý kiến lại cho rằng việc quân sự hóa các cơ sở dân sự cho thấy Kiev và phương Tây đang sử dụng dân thường làm lá chắn con người. Các chuyên gia quân sự Nga thì đánh giá rằng cuộc tấn công này có hiệu quả và sự phối hợp giữa các hoạt động trinh sát và các đơn vị tác chiến mang đến tính chính xác trong đòn tấn công. Hai vị tướng Ukraine đóng vai trò là sợi dây thông tin liên lạc với bộ chỉ huy ở châu Âu đã bị tiêu diệt và điều này giúp cắt đứt đường dây liên lạc của cơ quan chỉ huy này với chiến trường. Ở một góc độ khác thì Krasnodar là một trung tâm chỉ huy và hậu cần. Từ đó, quân đội được kiểm soát trực tiếp ở tuyến đầu. Cho nên, đòn tấn công này là một bài học cho quân nhân Ukraine và binh lính nước ngoài rằng nếu như bất cẩn thì họ phải trả giá. Những thiệt hại về nhân sự quan trọng của Ukraine và NATO đã được các kênh truyền thông phương Tây tìm cách nhấn chìm bằng việc đưa tin ồ ạt về tướng Surovikin của Nga. Tất cả các bài báo của các hãng tin lớn đều đồng loạt viết về việc giam giữ tướng Surovikin. Financial Times đã trích dẫn 3 nguồn tin nói về vấn đề này. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ liệu ông Surovikin có bị buộc tội hay chỉ bị thẩm vấn. Giới chính khách Nga thì cho rằng Tổng thống Putin đã phát động một chiến dịch truy quét những người đứng đầu lực lượng an ninh và dịch vụ đặc biệt của Nga sau sự nổi loạn của Prigozhin. Mà Surovikin thì lại được cho là một người thân cận với ông chủ Wagner. Phương Tây cũng nhìn nhận rằng cuộc thanh trừng này là một hoạt động bình thường và dễ lý giải. Ngay sau khi Financial Times đăng tải thì Bloomberg cũng đã thông báo về việc giam giữ ông Surovikin. Theo các nguồn tin của họ, văn phòng công tố quân sự đã thẩm vấn ông ấy trong vài ngày và Bloomberg viết rằng hiện thì Surovikin vẫn đang bị giam giữ nhưng không phải ở trong tù. Còn tờ New York Times thì không bỏ lỡ cơ hội này. Họ đăng liên tiếp hai bài báo chỉ cách nhau vài giờ. Bài đầu tiên thì nói rằng Nga bắt đầu đàn áp hậu binh biến. Còn bài thứ hai thì lại đăng tải hình ảnh liên quan tới hoạt động của Tổng thống Nga với lời lẽ khá châm biếm như đằng sau bức ảnh tạo dáng của ông Putin là hành động bắt giữ vị tướng hàng đầu của Nga. Trong khi các tờ báo phương Tây phủ sóng dày đặc tin tức này, thì các nhà báo Baza đã liên lạc với con gái của Tổng tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Và cô này đã phủ nhận cũng như cho biết tin tức Surovikin bị bắt là không đáng tin cậy. Theo cô ấy, không có gì xảy ra với Tổng tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga. Không ai bắt giữ ông ấy cả. Và bây giờ, mọi người đều đang làm việc của mình. Cô ấy cũng nhớ lại rằng vị tướng này không bao giờ xuất hiện trên các phương tiện truyền thông mỗi ngày và không đưa ra tuyên bố nào.
Vợ tướng Surovikin cũng từ chối bình luận về những tin đồn. Như vậy thì rõ ràng đây là một thông tin sai lệch nhằm mục đích gây mất uy tín, mặc dù bản thân Surovikin vẫn không xuất hiện trước công chúng trong một thời gian dài. Tuy nhiên, điều này chủ yếu là do Tổng tư lệnh lực lượng hàng không vũ trụ Nga thực tế vẫn đang bận rộn với các nhiệm vụ được giao. Và điều này cũng cho chúng ta thấy rằng, ở cái thời điểm mà thông tin thật giả lẫn lộn như thế này, thật khó để có thể xác minh tính chính xác của một thông tin nào đó, và chúng ta không nên vội vã trước bất kỳ một tình huống bất ngờ nào. Mỹ sốt vó bảo vệ đàn em khi Wagner ở Belarus. Hôm nay, Cơ quan Hợp tác An ninh Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ cho biết, Washington đã bật đèn xanh cho việc bán hệ thống kiểm soát phòng không AD và phòng thủ tên lửa ABM tích hợp cho Ba Lan. Chi phí của giao dịch này ước tính lên tới khoảng 15 tỷ USD. Thông tin về thỏa thuận này đã được trình bày tại Quốc hội Hoa Kỳ. Đồng thời, Lầu Năm Góc đã làm rõ rằng những người thực hiện chính hợp đồng này sẽ là các nhà sản xuất vũ khí lớn nhất của Hoa Kỳ là Raytheon và Lockheed Martin. Tổng cộng, Ba Lan sẽ nhận được 48 tổ hợp Patriots từ Mỹ. Các chuyên gia tin rằng việc cung cấp một số lượng lớn hệ thống phòng không như vậy có thể tăng cường đáng kể khả năng bảo vệ không phận của Ba Lan, vì chúng là một hệ thống phòng thủ nhiều lớp sẽ được triển khai ở những khu vực tương đối hẹp của biên giới. Hiện thì chưa rõ trong khoảng thời gian nào Ba Lan sẽ có thể nhận được chúng, nhưng mà động thái của Mỹ sẽ tạo ra một cản trở lâu dài trong mối quan hệ giữa Moscow và Washington. Mỹ đang cố gắng để biến Ba Lan trở thành một tiền đồn chính của NATO ở châu Âu. Việc thực hiện các kế hoạch như vậy sẽ trở thành một mối đe dọa hiện hữu đối với Nga. Kế hoạch phát triển hệ thống phòng không của Mỹ ở Ba Lan là một vấn đề nhức nhối đối với Moscow kể từ những năm 2000. Lúc đó thì Hoa Kỳ đã rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo và bắt đầu biến Ba Lan, Cộng hòa Séc, Romania thành những nơi đặt các hệ thống phòng thủ tên lửa của mình. Chủ đề này luôn gây bất đồng giữa Ngoại trưởng Sergei Lavrov và người đồng cấp phương Tây của ông ấy. Đầu tiên là Condoleezza Rice và sau đó là Hillary Clinton. Tổng thống Nga Putin cũng đã đặc biệt chú ý đến vấn đề này. Vào năm 2008 thì ông Putin đã từng phát biểu trong cuộc họp Hội đồng Nga-NATO như sau: "Chúng tôi đã tiếp quản và loại bỏ các căn cứ ở Việt Nam, Cuba, rút các đơn vị quân đội khỏi Đông Âu, rút gần như toàn bộ vũ khí lớn và hạng nặng ra khỏi phần phía đông châu Âu. Và những thứ các ông đạt được sau đó là gì? Các ông có căn cứ ở Romania, một cái ở Bulgaria và hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ được đặt ở Ba Lan cùng với Cộng hòa Séc. Tất cả điều này có nghĩa là có sự gia tăng cơ sở hạ tầng quân sự ở biên giới của chúng tôi." Tuy nhiên, kể từ đó thì Hoa Kỳ vẫn cứ tiếp tục làm trầm trọng thêm tình hình bằng cách triển khai và bán các hệ thống phòng thủ tên lửa cho Đông Âu. Chúng có thể dễ dàng chuyển đổi từ tên lửa phòng thủ thành tên lửa tấn công. Và tất cả điều này được xây dựng trên nền tảng của một mối quan hệ đối đầu giữa Warsaw và Moscow về Ukraine, Kaliningrad và các mâu thuẫn lịch sử khác. Bây giờ đây, người Mỹ lại tiếp tục bơm vũ khí cho Ba Lan. Điều này sẽ làm trầm trọng hơn nữa mối quan hệ vốn đã rất nhạy cảm đối với Moscow. Lý giải về thông tin Ba Lan được trang bị các hệ thống phòng không tối tân thì Tổng thống nước này cho rằng Ba Lan cần củng cố biên giới với Belarus. Tất cả là do các chiến binh Wagner PMC sẽ có mặt tại quốc gia này. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã nói rằng đây là một trường hợp rất đáng lo ngại, đòi hỏi NATO cần phải có phản ứng mạnh mẽ. Vấn đề nằm ở chỗ là tại sao mọi người ở Warsaw lại sợ hãi đến như vậy? Đây có phải là một lý do duy nhất hay không? Cuộc bầu cử quốc hội của Ba Lan sẽ được tổ chức vào mùa thu và các sự kiện trước bầu cử đã diễn ra tại các thành phố của Ba Lan. Tuy nhiên, vào cuối tuần qua thì chương trình nghị sự chính trị trong nước đã không còn là tâm điểm chú ý của công chúng. Tất cả chỉ vì cuộc nổi dậy bất thành của Yevgeny Prigozhin đã chiếm sóng truyền thông nước này. Ngay cả các nhà lãnh đạo của hai đảng chính trị ở Ba Lan là Mateusz Morawiecki và Donald Tusk cũng đã phải nói về các sự kiện ở Nga tại cuộc vận động công chúng của họ. Nguyên nhân là do các cuộc nổi dậy chống lại chính quyền Nga đã chiếm một vị trí quan trọng trong ký ức lịch sử của người Ba Lan. Nhiều nhân vật lịch sử của họ đã chống lại ách cai trị Moscow và đã trở thành một nguồn cảm hứng cho cả đất nước. Do đó, ngay từ đầu thì Ba Lan đã rất hào hứng với màn trình diễn của Wagner, coi đó là một dấu hiệu của một cuộc hỗn loạn mới ở Nga. Và đáng buồn thay là cái kết đến quá nhanh và không có gì bất ổn ở Nga. Tâm trạng ở Warsaw đã thay đổi đáng kể từ đó. Bây giờ đây, Prigozhin lại trở thành mối đe dọa mới đối với chính Ba Lan, đặc biệt là khi ông ta cùng với lực lượng của mình sẽ đến Belarus. Người Ba Lan bắt đầu lo ngại về một kế hoạch xảo quyệt nào đó có thể xảy ra xoay quanh biên giới Ba Lan và Belarus, chẳng hạn như là xung đột vũ trang hay là việc cản trở nguồn cung cấp của Ba Lan dành cho Ukraine. Sau đó, Thủ tướng Ba Lan Morawiecki cùng với Bộ trưởng Quốc phòng đã đến thăm vùng biên giới Ba Lan-Belarus. Đây có thể coi là một dấu hiệu thực sự cho thấy mối lo ngại nghiêm trọng của Warsaw về khả năng xuất hiện của Wagner trong khu vực lân cận. Nói cách khác, giới lãnh đạo Ba Lan nhìn thấy ở Wagner không phải là những kẻ nổi loạn bị thất sủng, mà là một cú đấm gây sốc mà Tổng thống Nga Putin nhắm vào họ. Đương nhiên,
NATO thấy rằng việc Ba Lan đứng ngồi không yên cũng là điều chính đáng, cho nên đã đồng ý ngay lập tức và vô điều kiện về các biện pháp hỗ trợ cho họ. Và việc cải thiện khả năng phòng không là động thái đầu tiên. Nhưng mà một mình Wagner thì không thể đánh bại được đội quân của NATO. Cho nên, Ba Lan giả tưởng lực lượng này sẽ đánh chiếm Warsaw và chia cắt Ba Lan là điều hoàn toàn xa vời và là một nỗi lo sợ không đáng có. Dẫu biết rằng lịch sử đã từng xảy ra những việc như vậy, nhưng mà ở tình hình hiện tại thì không cho phép điều đó xảy ra. Những hành động khiêu khích giả định ở biên giới Ba Lan sẽ chỉ làm gia tăng thêm việc lôi kéo NATO can thiệp trực tiếp vào cuộc xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine. Việc mở ra thế chiến thứ ba vì một hành động của các lực lượng quân sự tư nhân là hoàn toàn không tương ứng với lợi ích của nhà nước Nga. Hơn nữa, hiện tại thì không có một chiến binh nào của Wagner ở Belarus, và điều này cho thấy chỉ có mỗi ông chủ Wagner ở Belarus cũng đã khiến cho người Ba Lan lên cơn đau tim. Thực ra thì giới lãnh đạo Ba Lan không đơn thuần chỉ sợ hãi, mà còn bởi một tính toán hoàn toàn thực dụng của họ. Vào đêm trước cuộc bầu cử, Đảng Luật Pháp và Công lý cầm quyền đã đặt cược vào việc thổi phồng tâm lý bài Nga trong xã hội Ba Lan. Và để những tuyên truyền như vậy được thành công, họ đã biến ông chủ PMC Wagner chuyển đến Belarus là một cái cớ hoàn hảo cho việc kích động hằn thù với Nga, khiến cho xã hội Ba Lan cùng đứng lên để chống lại Nga. Tất cả điều này xảy ra chỉ vì cuộc bầu cử. Họ đã kích động mâu thuẫn và tâm lý thù hằn để đạt được lợi ích chính trị cho mình. Về mặt lý thuyết, Moscow có thể sử dụng tình huống này như là một công cụ để định hình bối cảnh chính trị mà Nga cần ở một quốc gia láng giềng. Tuy nhiên, vì không có một lực lượng thân Nga thực sự nào ở Ba Lan và nền tảng dân sự chỉ thể hiện được sự thân thiện với Moscow vào những năm 2000, khi mà người ta tin rằng Nga đang hướng tới việc gia nhập vào Liên minh châu Âu. Nhưng mà bây giờ đây thì cả hai lực lượng chính trị chính ở Ba Lan đều có tư tưởng chống lại Nga như nhau. Và trường hợp chuyển Wagner PMC sang Belarus sẽ chỉ làm gia tăng thêm chứng sợ Nga ở Ba Lan. Bây giờ đây, người Mỹ đang bơm vào Ba Lan đủ loại vũ khí, nhưng mà buồn cười nằm ở chỗ, nó chỉ dùng để chống lại mối đe dọa từ một lực lượng quân sự tư nhân. Nói thẳng ra, người Mỹ dự kiến sẽ đổ thêm nhiều tiền hơn vì Prigozhin. Bây giờ thì Ba Lan đang bị đe dọa, thì đương nhiên NATO sẽ phải tuân thủ hiệp ước bảo vệ đồng minh ruột của mình. Và vì Ukraine vốn không phải là thành viên của NATO, cho nên vấn đề viện trợ cho Kiev giờ đây sẽ trở nên mờ nhạt hơn trong con mắt của liên minh quân sự này. Vậy thì điều gì chứng minh cho nhận định này của chúng tôi? Đó chính là việc nguồn tiền rót vào Ukraine đang giảm mạnh. Ngân hàng Thế giới hết tiền cứu trợ Ukraine. Vào tháng 4, cơ quan xếp hạng quốc tế S&P Global Rating đã hạ thấp xếp hạng tín dụng dài hạn của Ukraine từ CCC+ xuống CCC với triển vọng tiêu cực. Đồng thời, theo Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, mức giảm GDP của Ukraine năm ngoái lên tới 30,3%. Và tính đến tháng 4, Ngân hàng Thế giới đã huy động được xấp xỉ 24 tỷ đô la để giúp đỡ Ukraine. Phần chính của quỹ, tức là khoảng 90%, lại không được cung cấp bởi chính tổ chức này, mà dưới hình thức tài trợ và bảo lãnh có chủ quyền từ các nhà tài trợ, bao gồm Hoa Kỳ, Nhật Bản, Vương quốc Anh và EU. Gói tài chính này được cung cấp riêng cho các hạng mục chi tiêu dân sự, như là thanh toán tiền lương hưu, phúc lợi và tiền lương cho nhân viên y tế cùng với các dịch vụ khẩn cấp. Tuy nhiên, hôm nay thì truyền thông Ukraine cho biết rằng Ngân hàng Thế giới chỉ phê duyệt khoản vay cứu trợ 1,5 tỷ USD cho Ukraine. Điều này có nghĩa là dòng tiền chảy vào Ukraine đã giảm mạnh mẽ, từ 24 tỷ đô la xuống còn 1,5 tỷ đô la. Đứng về góc độ tài chính mà nói, điều này là dễ hiểu, vì chẳng có ai lại mãi đi đổ tiền đầu tư cho một quốc gia đang có rủi ro nghiêm trọng về kinh tế. Có lẽ bây giờ đây, giới lãnh đạo Kiev bắt đầu nhận ra rằng họ sẽ chẳng nhận được gì trong cuộc chiến ủy nhiệm của phương Tây để chống lại Nga. Cho nên Kiev đã ra tối hậu thư với NATO. Phó chánh văn phòng của ông Zelensky là ông Igor Zovska đã nói với Reuters rằng Ukraine muốn nhận được lời mời bắt đầu quá trình gia nhập NATO tại hội nghị thượng đỉnh tháng 7 của Liên minh. Nếu không, ông Volodymyr Zelensky sẽ không tham dự. Theo ông, thì đơn xin gia nhập thành viên của Kiev đang nằm trên bàn của các thành viên Liên minh và Ukraine đang chờ đợi lời mời được gia nhập Liên minh. Zovka nói, chúng tôi đang yêu cầu các bạn hãy bắt đầu thủ tục. Người phát ngôn của văn phòng đe dọa rằng nếu như hội nghị thượng đỉnh không mang lại kết quả và các thành viên liên minh vẫn thiếu can đảm, thì Zelensky sẽ không có lý do gì để đến đó. Ông này bị tị rằng, khi Phần Lan và Thụy Điển đăng ký làm thành viên vào năm ngoái, ngay lập tức vào tháng 6, đồng minh đã đáp lại đơn đăng ký bằng cách mời họ gia nhập NATO. Thế nhưng đối với Ukraine thì không được như vậy, ngay cả khi họ đã moi hết ruột gan để bày tỏ thiện chí của mình. Đáng nói là trước đó, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết vào ngày 19 tháng 6 rằng tại hội nghị thượng đỉnh ở Vilnius, các đồng minh không thảo luận về lời mời chính thức với Ukraine, nhưng mà họ đang tổ chức các cuộc tham vấn về những phương án có thể giúp Kiev tiến gần hơn đến việc gia nhập vào liên minh. Ấy thế nhưng, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace và Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock
đã nói về việc không thể sớm đưa ra những lời mời cho Ukraine. Họ đều viện cớ rằng chiến sự vẫn đang diễn ra. Như vậy thì có thể thấy rằng NATO đơn giản chỉ đang dỗ dành Ukraine bằng những lời hứa hẹn viển vông. Cho nên, khi mà hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 đến gần, Kiev đang đưa ra những tuyên bố rõ ràng về những kỳ vọng từ diễn đàn Vilnius. Trên thực tế, giới lãnh đạo Ukraine yêu cầu NATO đưa ra câu trả lời rõ ràng cho hai vấn đề. Một là khi nào Ukraine có thể nhận được tư cách thành viên mà không kèm theo bất kỳ một điều kiện nào. Và thứ hai, đó là liên minh này sẽ hỗ trợ cho nước này như thế nào để được gia nhập vào khối. Đồng thời, Kiev dường như đã đồng ý với thực tế đó là Ukraine sẽ không được gia nhập vào NATO cho đến khi kết thúc cuộc chiến với Nga. Nói thẳng ra, cánh cửa rộng mở của NATO nhưng lại quá chật với Kiev. Vấn đề nằm ở chỗ, nếu như Ukraine không được gia nhập vào NATO vì bất kỳ một lý do gì, thì phương Tây sẽ phải là người bồi thường cho Ukraine vì đã gây ra cuộc chiến ủy nhiệm này. Và điều này đương nhiên phương Tây không muốn, cho nên họ mới tìm cách để dỗ dành và hứa hẹn. Nhưng mà họ không đưa ra được mốc thời gian cụ thể nào. Mặt khác, phương Tây sẽ nhòm ngó tới tài sản của Nga ở nước ngoài với ý định dùng chính khoản tiền này để bồi thường cho Ukraine, lấy mỡ nó mà giá nó. Tuy nhiên, đây lại là một cái bẫy pháp lý và sẽ đánh hạ uy tín quốc tế của chính họ. Như chúng ta đã biết, mục đích của phương Tây đó là họ muốn kéo dài cuộc chiến ở Ukraine càng lâu càng tốt. Nếu nhà lãnh đạo Ukraine sáng suốt, họ vẫn có đủ thời gian để nhận ra bộ mặt thật của phương Tây. Và sau đó, ngồi vào bàn đàm phán với Nga để nói về một thỏa thuận hòa bình. Bởi vì giờ đây, Kiev đang đối mặt với vấn đề nghiêm trọng, đó là tình trạng đảo ngũ trong quân nhân. Người Mỹ đã cảnh báo về sự đảo ngũ của cư dân ở Tây Ukraine. Cư dân miền Tây Ukraine không muốn gia nhập quân đội Ukraine và đang đảo ngũ hàng loạt theo hướng Zaporizhzhia. Đại tá Douglas McGregor là cựu cố vấn của người đứng đầu Lầu Năm Góc đã cho biết trên kênh YouTube PDP Podcast. Ông ấy nói rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang nỗ lực để tuyển mộ nam giới. Các hoạt động như vậy hiện đang được tiến hành ở Galicia và Transcarpathia. McGregor lưu ý rằng cư dân ở những khu vực này không muốn phục vụ trong quân đội Ukraine, họ đang chạy trốn ra nước ngoài. Ngoài ra theo ông, những người đàn ông không muốn nhập ngũ sẽ ném đá vào những người tuyển dụng hoặc nổ súng vào họ. Thêm vào đó, những người đã được tuyển dụng vào quân đội cũng đang rời khỏi vị trí của mình và chạy trốn khỏi mặt trận hoặc đầu hàng quân đội Nga. Ông McGregor nói thêm rằng phía Nga đã đối xử tốt với các tù nhân chiến tranh Ukraine. Đây cũng là một hành vi rất hợp lý trong bối cảnh tinh thần của kẻ thù đang xuống thấp. Như vậy, trước tình hình bế tắc trên chiến trường và tinh thần rệu rã của quân nhân, bây giờ đây, phía Ukraine phải đối mặt với vấn đề đào ngũ. Càng kéo dài tình trạng này thì thiệt hại cho họ sẽ càng lớn, cho nên giải pháp duy nhất lúc này đó là đàm phán hòa bình, hoặc là lãnh đạo Kiev dũng cảm tách mình ra khỏi chương trình nghị sự của phương Tây, hoặc là con đường diệt vong đang chờ họ ở phía trước. Châu Phi có thể được gọi là một lục địa của những mâu thuẫn. Trữ lượng khổng lồ về khoáng sản, dầu mỏ, kim cương và vàng đang đối lập với tình trạng nghèo đói khủng khiếp và một số lượng lớn các vấn đề xã hội. Khu vực này đang trở nên rất quan trọng cả về chính trị lẫn tài chính. Bằng chứng là tần suất diễn ra các hội nghị thượng đỉnh dành riêng cho châu Phi ngày một tăng. Khi mà châu Phi đang nổi lên với sức hấp dẫn khó cưỡng, thì Tổng thống Kenya William Ruto đã tiên phong trong vấn đề phải chuyển sang thanh toán bằng tiền tệ quốc gia và cần từ bỏ phương thức thanh toán phổ biến bằng đồng đô la. Ông này cho rằng sự thống trị của đô la trong thương mại ở lục địa châu Phi là không có lợi cho chính châu Phi. Quý vị có thể thấy ý tưởng này quen quen hay không? Vâng, đó là những tiêu chí của khối kinh tế BRICS. Tuyên bố của Tổng thống Kenya đã đánh thức những quốc gia khác ở lục địa đen cân nhắc mà hành động. Đứng về phương diện địa chính trị, đây là sự chối bỏ quyền thống trị của đồng USD mà từ lâu đồng tiền xanh và năng lượng đã là công cụ để phương Tây thống trị thế giới. Bây giờ đây, tình thế đang thay đổi. Vị thế USD đã suy giảm nghiêm trọng. Không những thế, tại khu vực Trung Á, nơi đây đang bị thiếu hụt nguồn nước, thậm chí vì điều này mà xảy ra xung đột. Và trong những năm tới thì tình hình chỉ có thể trở nên tồi tệ hơn. Bây giờ đây, Trung Á lại trông chờ vào phía Nga. Nga trước đây đã đề nghị hỗ trợ giải quyết các vấn đề môi trường của các nước láng giềng. Và chủ đề này có thể trở thành một động lực bổ sung cho sự hội nhập của các quốc gia Trung Á. Và Nga cũng đang giúp giải quyết xung đột giữa chính các quốc gia Trung Á. Trước đây, mỗi mùa hè thì họ lại tranh luận với nhau về quyền quản lý nguồn nước giữa các con sông xuyên biên giới. Kyrgyzstan và Tajikistan thậm chí còn dàn dựng các cuộc xung đột quân sự nhỏ với hàng chục người chết. Trong khi các cuộc thảo luận đang diễn ra thì biển hồ Aran đã gần như cạn kiệt hoàn toàn. Thực sự đối với Trung Á ngày nay, nước là sự sống và là thứ quý giá nhất. Bây giờ đây Nga lại có thể giải quyết được vấn đề này thì điều đó cho thấy quyền ảnh hưởng của Nga ở Trung Á không những khó có thể lung lay mà còn cắm chốt vững chắc ở đây. Ấy thế nhưng, bức tranh đối nghịch đang diễn ra ở phương Tây. Không những bị suy yếu về kinh tế mà bạo loạn còn đang lan từ nước Pháp sang nước Bỉ.
Một châu Âu bất ổn đang hiện ra thay vì một vùng đất thịnh vượng. Và bài bình luận ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.